Hồ Yến Nhi, Á Khôi hài hòa khôi áo dài Việt Nam 2022 là ai? Dù giành giải Á Khôi hài hòa khôi áo dài Việt Nam 2022 nhưng Hồ Yến Nhi lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng. Vào tháng 1 năm 2023, vượt qua nhiều thí sinh tài năng khác, Hồ Yến Nhi sinh năm 2004, đến từ Hà Nội đã giành giải Á Khôi hài hòa khôi áo dài Việt Nam 2022. Tại cuộc thi nhan sắc này, Hồ Yến Nhi được đánh giá là thí sinh nổi bật ngay từ những vòng đầu tiên và việc đạt danh hiệu Á Khôi 2 là điều hoàn toàn thuyết phục. Người đẹp sinh năm 2004 gây ấn tượng khi sở hữu gương mặt ưa nhìn, đường nét hài hòa và nụ cười tươi tắn. Được biết, Hồ Yến Nhi là sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Hồ Yến Nhi giành giải Á Khôi hài hòa khôi áo dài Việt Nam 2022 vào tháng 1 trên 2023. Người đẹp sinh năm 2004 sở hữu ngoại hình ưa nhìn, gương mặt với các đường nét hài hòa. Dù là người đẹp đạt danh hiệu cao tại cuộc thi lớn nhưng Hồ Yến Nhi lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng, thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh cuộc sống lên trang cá nhân. Cô cũng có tham gia hoạt động ở các lĩnh vực nghệ thuật như người mẫu, diễn viên. Người đẹp từng lên tiếng chia sẻ về danh hiệu Á Khôi hài hòa khôi áo dài Việt Nam 2022. Theo Nhi, khi mình đạt được ngôi vị cao của một cuộc thi thì mục đích của mình không phải là để đổi đời mà Nhi muốn truyền tải những năng lượng tích cực và những việc làm tốt đẹp, ý nghĩa đến với mọi người. Sau đăng quang, Nhi có nhận được các lời mời biểu diễn thời trang, chụp hình nhiều hơn và thực hiện quảng cáo sản phẩm cho các nhãn hàng, và vì thế mà thu nhập của Nhi cũng có phần thay đổi. Người đẹp có kinh nghiệm hoạt động ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn viên. Sau khi trở thành Á Khôi hài hòa khôi áo dài Việt Nam 2022, Yến Nhi lựa chọn cuộc sống kín tiếng, thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội.